Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gốc bếp nuôi dưỡng nhân cách. Có khi nào bạn ngồi thờ người cha và thốt lên rằng nhớ món hồi xưa mẹ nấu ngon thiệt? Mặc dù bây giờ bạn đã ăn nhiều sơn hào hải vị hơn là món ăn đơn sơ mẹ nấu. Có khi nào bạn nghĩ rằng sao mẹ mình làm gì cũng ngon hết vậy ta? Mặc dù có khi mẹ mình là người không khéo léo trong bếp núc. Hãy dành một phút suy ngẫm để luôn hạnh phúc các bạn nhé. Các bạn có biết rằng khi mẹ nấu món ăn cho con, mẹ chỉ chăm chăm một điều là làm sao cho con mình được ăn ngon nhất, nhiều nhất và vui vẻ nhất. Mẹ đã chăm chút món ăn với tất cả tình yêu vô bờ bến, không toan tính, không suy nghĩ đắn đo. Mặc dù chỉ là món rau luộc chấm tương, lấy nước làm canh, vậy mà nồi cơm vẫn cứ hết vèo. Các bạn có biết rằng vì sao một người lưu manh ngông nghênh như Chí Phèo mà vẫn bị đổ gục trước bát cháo hành của thị nữ? Chỉ đơn giản một điều, khi nấu bát cháo hành ấy, thị nữ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ chờ nhận lại sự đền ơn của Chí. Thị nữ nấu bát cháo hành này cũng chỉ vì một cái tình đơn giản để cứu một người trong cơn hoạn nạn. Và cũng chắc chắn rằng khi nấu cái bát cháo ấy thì cũng đã thầm cầu nguyện cho người kia được mau khỏe khi ăn vào. Với một cái tâm trong sáng, không toan tính, không vụ lợi, một cái tâm biết thông cảm và sẻ chia như vậy thì làm sao mà Chí không khỏe được cơ chứ? Vì sao người Pháp có câu đừng đến trái tim của đàn ông là qua dạ dày? Bởi ở đó họ nhận được đầy đủ những năng lượng tốt, sự quan tâm êm ái nhất và là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Không những món ăn hợp khẩu vị đúng sở thích mà họ còn cảm nhận được cái chất khỏe và ngọt ngào từ món ăn ấy. Nghe có vẻ cũng chưa được thuyết phục lắm. Bởi vì là các bà vợ vẫn hay phàn nàn rằng các ông thích ở ngoài đường hơn về nhà, thích ngồi với bạn nhậu hơn là với vợ con. Các chị có bao giờ rơi vào trường hợp chuẩn bị qua loa cho xong bữa ăn với đầy mệt mỏi và nhốn nháo chưa? Và khi ấy là lúc mà các anh nhận được một nguồn năng lượng lạc như người dân từ món ăn của các chị. Vì thế các anh lại thấy món ăn ở quán ngon hơn ở nhà. Chúng ta cũng có biết rằng con đường tốt nhất để đi đến dạ dày là đi qua trái tim. Mọi chứng bệnh đều xuất phát từ dạ dày. Lúc này người quyết định sức khỏe cho cả gia đình chính là chủ bếp đấy. Khi chúng ta chuẩn bị món ăn là lúc mà chúng ta vận 10 thành công lực để mình cho ra lò những sản phẩm tốt nhất, ngon nhất và đủ năng lượng nhất. Thức ăn sẽ trở thành cam lồ thượng vị. Thì sao người ăn lại không khỏe cơ chứ? Không phải là không có lý do khi người xưa xây nhà đều xem gian bếp là quan trọng nhất, vì ở đó sẽ tập trung nhiều nguồn năng lượng nhất cho cả nhà. Có người ví von nhà bếp là kho dược liệu, còn đầu bếp là người chế biến thuốc. Cái tâm của người nấu bếp sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nấu nướng, sẽ tạo được những món ăn tốt hay xấu. Nếu cái tâm của người nấu ích kỷ, nhỏ nhen, thì một thời gian sau, những người được sử dụng thực phẩm này cũng cố chấp hơn thua như vậy. Nếu người nấu bếp luôn vui vẻ, đầy cảm thông và chia sẻ thì người ăn cũng được vui vẻ và tấm lòng được trọn mở. Chỉ một suy nghĩ tích cực hay tiêu cực là khác đi nhiều lắm. Các bạn có thấy rằng người trong cùng gia đình hay có những tính tình giống nhau không phải vì di truyền đâu, mà vì họ ăn cùng một loại thực phẩm và nhận được cùng một nguồn năng lượng từ người nấu bếp. Nếu hôm nào các bạn chuẩn bị bữa ăn trong tâm trạng bực bội hoặc hối hả thì chắc chắn rằng hôm đó chồng con sẽ chẳng muốn ăn thêm chén thứ hai đâu. Bữa cơm sẽ cảm thấy ăn không ngon nữa. Mà nếu không khắc phục được tình trạng này thì gia đình gây lộn với nhau là điều không thể tránh khỏi. Còn nữa, nếu ăn cơm trong lúc bực tức, miệng luôn càm ràm hoặc đang bới cơm cho con cái mà miệng luôn la mắng thì chẳng khác nào là đang đầu độc con cái mình bằng thức ăn đó. Luôn giữ không khí vui vẻ, không vội vàng trước bữa ăn để thu nhận được nguồn năng lượng tốt đẹp nhất từ thức ăn và từ không khí ấm áp của gia đình bạn nhé. Nếu chúng ta có cơ hội được nấu bếp cho đại chúng, chúng ta luôn giữ tâm bình an, vui vẻ và rộng lượng trong suốt thời gian nấu bếp. Mong muốn những món ăn mình nấu được đại chúng sử dụng hết, họ sử dụng càng nhiều mình càng vui. Nếu được, luôn cầu mong cho những món ăn này trở thành thượng vị cho người ăn. Và những món ăn này sẽ mang đến sức khỏe, sẽ tiêu trừ bệnh tật, sẽ mang lại hạnh phúc và trí tuệ cho người thưởng thức. Như vậy là chúng ta đã giúp đại chúng rất nhiều, không cần gì phải cho tiền cho bạc. Vạn vật luôn tương tác và trao đổi năng lượng với nhau. Cũng giống như vậy, người nấu bếp và món ăn đều tương tác với nhau. Tâm người nấu bếp nghĩ thế nào thì năng lượng ấy sẽ tác động đến món ăn như thế đó. Suy nghĩ tích cực thì món ăn nhận được năng lượng tích cực, suy nghĩ tiêu cực thì món ăn nhận được năng lượng tiêu cực. Và người ăn nhận đầy đủ những năng lượng ấy từ món ăn. Có những gia đình thuê người giúp việc về nấu ăn, sau một thời gian gia đình bị xáo trộn là tại sao? Thứ nhất, gia đình lúc nào cũng xem họ là người giúp việc, là người đệ tớ và la mắng họ. Đến khi họ nấu bếp, họ luôn mang cái tâm bực tức, không thoải mái nên năng lượng xấu này đi vào từng món ăn.
gia đình ăn phải những món ăn này lâu ngày gây xáo trộn, thậm chí đổ bệnh mà không biết nguyên nhân từ đâu. Tốt hơn hết nên xem người giúp việc như một thành viên trong gia đình và phải yêu thương đùm bọc họ để khi nấu bếp họ tạo được năng lượng tốt cho món ăn. Thứ hai, sau một thời gian người chồng trong gia đình đem lòng yêu mến người giúp việc, biết đâu người giúp việc đem lòng yêu mến người chồng trước, rồi khi nấu ăn họ luôn nghĩ về người chồng. Tín hiệu này sẽ gửi vào món ăn và truyền trao cho người chồng thông qua món ăn. Cho nên sau một thời gian, cây không bị đốn mà tự ngã. Tốt nhất mình nấu cho chồng con mình ăn, không để người khác nấu, không ai thương chồng yêu con bằng mình. Như thế gia đình hạnh phúc dài lâu, con cái biết nghe lời ba mẹ và khi lớn lên rồi biết chăm sóc ba mẹ trở lại. Gia đình tôi chỉ có hai nguyên tắc, khi vào bếp do con trai đưa ra, mẹ chỉ cần nêm vào thức ăn một chút tình thương thôi là món đó ngon liền à. Khi mẹ không vui, không khỏe thì không được nấu ăn, kèm theo điều kiện là ba không được hối thúc mẹ, không được chọc cho mẹ giận khi mẹ đang nấu ăn. Ha ha ha, 问什么的说呵。